Ok, chúng ta sẽ đến với trận đấu chung kết đầu tiên dành cho game thủ của team Tiền Đạo Cắm. Và tỷ số đang là 2-0 nghiêng về team AMF Phổ Yên rồi. Và đây là mặt máy anh Ngô Mạnh Hùng, anh này chém hay thật. Vâng, phải xem anh Ngô Mạnh Hùng này xem anh có cái gì mà anh chém kinh thế à rồi. Và anh mới đi dò đầu tiên nhưng mà không thấy quả ở đây rồi. Quả bóng 5-6-7 cây. Hiếu đầu đã thấy, dừng ok, vàng cạnh dừng. Đóng hết nhân đôi ăn cả vàng cả gỗ được. Dành cho anh Ngô Mạnh Hưng. Và đây là anh Hưng chứ không phải anh Hùng nha mọi người. Anh Hưng. Cái này chém rát quá. Vàng xong dần đều. Đây con dần tiếp theo thì ra muộn. Vài cầm Yamato đánh chém. Đều 3% và có mỗi anh hoạt hạo A 2% dò quả đầu thôi. Lùa hiêu về nào. Mấy con hiêu đây? Vâng, như vậy là 6 con hiêu. Ông này đỏ thế. Thấy luôn bãi quả. Và lùa hiêu về thôi. Tập trung lùa hiêu về. Dành cho anh Ngô Mạnh Hưng. À, con này chưa phi anh ơi. Phi phát. Phi rồi không phi rồi tập trung lùa về cái đã. Đóng e thôi bà IA. Vâng, anh này chém kinh thật. Và chớm thấy anh hoạt hào hoa khủng hông. Pha đồng dí luôn nhà BL vào mồm. Nghẹo luôn được. Quá ghê. Vâng, lùa hiệu về thôi. Các bạn đang đến với những trận đấu trong khuôn khổ giải đấu AOE doanh nghiệp Game TV Plus 2019 do Game TV Plus tổ chức. Giải đấu chúng tôi được chính thức khởi tranh từ ngày 16 tháng 4 năm 2019 và sẽ kéo dài đến hết ngày 28 tháng 4 năm 2019. Và để đến với giải đấu này thì mình xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Kim Cương, Fun88 Esports, website fun88esports.com và nhà tài trợ đồng hành Game TV Shop, website là gtvshop.com để tài trợ giải đấu. Và tôi xin được cảm ơn đến đơn vị bảo trợ truyền thông Fanpage Cao Thủ và cộng đồng game thủ lớn nhất Việt Nam. Và tất cả các trận thi đấu của giải đấu AOE doanh nghiệp Game TV Plus 2019 đều được diễn ra qua nền tảng của Game TV Plus. Và đây là một nền tảng 100% do kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam thực hiện. Có thể giảm thiểu tối đa hiện tượng giật lag disk mạng. Và có thể kết nối xuyên quốc gia để giúp cho các bạn có thể giao lưu cùng bạn bè của mình ở trong và ngoài nước trên toàn thế giới. Các bạn có thể truy cập website gametvplus.com để có thể download phần mềm này về và trải nghiệm nó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta hãy cùng quay trở lại với trận đấu này thôi. Thực ra anh Ngô Mạnh Hưng để lùa hiêu thì cũng như tôi. Hiêu mỗi chỗ còn. Thiếu một đồ nữa. Với bài Yamato này, hai dân tách ra đi dò rồi. Vâng, anh là người nhanh dân hơn cả anh Hoạt Hào Hoa này. Mặc dù, vâng, anh Hoạt chết một dân, bảo sao. Bởi vì lúc đầu anh Hoạt Hào Hoa chỉ có 20% dò quả đầu thôi. Voi thấy rồi anh nghe. Một con voi. Vâng, một bầy hiêu 6, một bãi quả phụ. S đầu nhân đôi ăn cả vàng cả gỗ. Mắc bêu. Vâng, tìm thêm bãi quả phụ nữa được thì ngon. 21/24, anh này chém khỏe lắm. Vâng, như vậy thêm một bầy hiêu to. Một bầy hiêu có 7 con đây nữa thì cho anh đủ đồ rồi. Thêm bầy hiêu trên này nữa. Cắt dân ra ăn quả và câu voi về thôi. Yamato vẫn thêm bãi quả phụ trên mặt 12 giờ. Map bêu. Và câu một con được rồi anh ơi, không phải biểu diễn. Và một con là ok rồi. Cái này đánh 26 dân thì dâng L lên chém thì khỏe lắm này. Và thêm trên nhà BG để khai thác bãi quả. Và câu voi về thôi. Cho dân về. Như vậy đã là quá đủ cho một cuộc tình rồi. 3 bầy hiêu, 3 bãi quả và một con voi để anh có thể ép đời. Chúng ta cùng xem anh chém như nào. Trận trước thì anh Hoạt Hào Hoa đến 6 voi. Anh Hoạt Hào Hoa với anh Hoạt Minji để chắc nổi tiếng nhưng khả năng ép đời. Nhưng cuối cùng thì gặp anh Ngô và anh Hùng này, anh ép đời lúc nào lên sớm nhất bản đồ, anh chém nhất cốp hết lên. Và con voi được đưa về rồi. Và quay đầu cũng phải chết, chết hơi xa một chút xíu nhưng vẫn chấp nhận được, đóng BG thôi. Và đây là chiếc BG thứ 2, thứ 3 của anh trong trận thi đấu này thì khai thác quả. Và lên đời xong còn 7 hiệu 7 để ăn nữa. S đầu thì nhân đôi rồi. Chưa thấy cắt dần dâng L. Và kích đời với 25 dân rồi. Như vậy là đây là hai dân dâng L của anh. Trận này chỉ đánh 25 dân thôi. Chúng ta cùng soi timeline. Như vậy bên kia thì anh Hoạt Hào Hoa 26 dân. Anh Hoa Minji 26 dân. Anh Hoạt Hào Hoa là bài 27 dân chứ 1 lại dò 6% thì bài đẹp thế. Anh Hoa Minji đi dâng L. Với bài dò 14%. Còn anh Lâm Le dò 13% với 27 dân AC. Trên đường đi dâng L lại gặp thêm đôi voi. Đồ ăn hoang trên bản đồ có khá nhiều để cho anh có thể ăn. Anh lao thẳng nông dân mình xuống góc 6 giờ luôn. Một bài ép hơi lỗi. Vâng, chưa vội vàng đóng nhà BL vì chưa đủ gỗ.
là thiết kế nhà BM trước để cho nông dân đi sâu thêm một chút. Đóng vào giữa hai nhà đội bảng ở đây BL của anh, một bài kích ở 11 5x. Có khi là 11 tròn. Vì hai dân đóng nhà BL nó khá là lâu, mất tận 15 giây cơ. Và 11 tròn. Kích đời xin do. Rồi. Nâng công. Lực dồn lên là rất khỏe các bạn có thể thấy. Lực dồn lên rất khỏe. Anh cho bài Yamato này chỉ đúng một BS thôi. Vâng, lên một cái công thì anh đã nâng công rồi. Giò chuẩn bị ra. Dân sẽ phải đi cùng giò luôn. Vâng, nhưng mà anh quyết định lao vào mặt 3 giờ. Đây là anh bóng 5, anh Hòa Minzy. Công lên xong, phát hiện ở bãi vàng đối phương đây này. Vâng, có cua xuống dưới kia để vào nhà của anh Hoạt Hào Hoa kia. Anh Hoạt Hào Hoa này chỉ giò có 6% bản đồ trong map hù thì cũng kinh lắm. Vâng, thêm một bầy hiệu đây nữa để ăn hoa cạnh với BL đi dân của mình. Rất tốt. Vâng, sư tử định ăn hiệu của anh á. Xin cái tuổi. Vâng, đang đi dò để tìm thêm đồ ăn. Vâng, nhà dân đã hết đồ. Vâng, lên đây ăn bầy hiệu. Ok. Vâng, bãi vàng đã được bo kín nhưng chỉ có 4 dân ăn thôi. 2L sóc đều. Và nâng cấp bánh xe. 500 thực kinh hồn. Vâng, anh đóng thêm BS nên chưa vội vàng nâng cấp bánh xe vội. Lực khỏe quá. Vâng, dân màu 5 định chạy đi đâu này. À, đội bạn ăn bầy hiệu 7 ở đây anh ơi. Đội bạn ăn bầy hiệu 7 ở đây, ở gần nhà anh. Rồi, 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 tôi hiểu rồi. Vâng, hai con chém đã có, vâng anh sẽ thả vào đâu? Thả ngay về đây thôi chứ còn gì nữa. Úi giời ơi, đi đập lô lại vào nhà địch đập lô thế này, anh Hòa Minzy ơi. Vâng, dân của anh chưa bánh xe. Vâng, bãi vàng của anh đang bị chém vào gần đó. Chết hai dân luôn, bãi vàng được bó kín nó vẫn hở. Bãi vàng hở. Bãi vàng hở, tôi thề luôn. Ok. Bãi vàng này hở. Không để ý thôi. Vâng, đang tìm dân màu 5. Vâng, ta soi chỉ số kill. Vâng, như vậy anh mới kill 2 thôi. Lên đời cũng khá là đều nhau đến từ các game thủ. Vâng, tiếp tục chém được dân. Vâng, bánh xe lên xong rồi. Đi ăn hoang anh ơi. Anh trai ơi, còn bãi quả này, bầy hiệu con voi này. Và bắt đầu tạt. Và có một tơn dân ở giữa hai nhà, anh phải chú ý. Có một tơn dân ở giữa hai nhà. Và chém bắt đầu tạt tất sang cái bên kia rồi. Và có nâng chém 4 không nhờ, không đủ vàng, lượng vàng anh yếu quá. Đào vàng chưa được nâng, 5 nông dân ăn vàng, đây rồi. BL của đối phương đi dâng. Không có dân ở đây đâu. Vâng, có một tân dân giữa hai nhà, tôi chắc chắn là có một tân dân giữa hai nhà gặp này. Ui 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 anh ơi. Dân dân dân. Ui trời ơi, đóng VS xong thì bị chém bán. Vâng, anh Hoạt Hào Hoa đây, đỉnh 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 đỉnh. Vâng, chém dân đối phương chém cả cung R luôn cho nó mát. Vâng, chém thôi. 2L, ăn hoàn thì bầy hiêu. Vâng, có rất nhiều những bãi quả trên bản đồ đấy anh có thể khai thác. Vâng, ở nhà vẫn đang yên ổn, không bị ai chém này. Vâng, đây là nhà màu 8. Anh Hòa Minzy bắt đầu chạy về nhà màu 8 rồi. Bài anh Hòa Minzy lại bo nhỏ à? Không phải bài sexy gì. Ôi, bo nhà thật này. Chém thôi. Ô, đập luôn này, gấu thế nhỉ. Vâng, đập thôi. Vâng, thoải mái đi anh ơi. Vâng, chém công giáp đầy đủ, chém giáp phết các bạn ạ. Vâng, anh Hoạt Hào Hoa đã bắt đầu thấy cảm thấy thốn. Ở nhà anh cũng đã bị chơi vào. Nhưng mà chỗ này bo kín hết rồi, chạy đi. Vâng, dường như lên xong chém 4. Đúng là như vậy, chém 4 hết rồi. Chém 4, giáp 2. Dành cho bài Yamato này. Bài anh Hoạt Hào Hoa có vẻ lắm voi sao. Một con này, hai con này. Quả phụ, quả phèo ở đây. Vâng, vậy em hai dân đối phương giáp thế. 12 giờ bị phát hiện, chạy thôi. Vâng, soi timeline. Chỉ số kill thì anh Hoạt Hào Hoa mới kill được 3. Còn anh này kill 11 rồi, anh Văn Lâm kill 4 luôn. Và timeline đang đè dành cho cặp đôi của team AVE Phổ Yên. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, chém 4 fan dân tân này thì ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Vâng, thôi té. Vâng, bạn chạy bãi gỗ rồi, chết một ngựa chém. Vâng, không sao, dân mới này. Úi trời ơi. Vâng, phẩy cho phẩy nữa lại chết giờ. Đứng lại thì đấu, chém 4 bạn thấy chém rát lắm. Vâng, có bãi quả sát mép bản đồ cũng đầy đỏ. Thật đấy, bảo sao mà chém khỏe vậy. Vâng, timeline là 36 dành cho người cầm Yamato. Vâng, rất khỏe, chúng chém IA toàn chém 4. Vâng, dân là bị sư tử cắn chết. Timeline là 37. Vâng, có bãi quả ở đây ăn hoa này thì cứ 2L đều như vắt chanh ạ. Vâng, nhưng mà giờ vàng của anh đang yếu quá. Vàng yếu. Thỉnh thoảng lại quay lại nhà màu 8 một tí.
Đấy. Lại quay ra. Đấy. Cứ thế. Vòng 2 là siêu siêu đều. Vòng ra soi tham dân. Vòng 35 dân đi anh Hoạt Đào Hoa. Nhưng mà anh Văn là anh Lâm Lè mới chỉ 34 dân thôi. Nhưng mà anh Lâm Lè vẫn đang thủ được nhà thì phải. Tôi thấy tham anh càng ngày càng nở to ra. Vâng, lại chém dân người cầm AC. Thỉnh thoảng lại luộc con nông dân nữa. Đây. Rồi gặp dân đối phương nhưng mà anh không chém. Ở nhà bãi vàng. À xin lỗi, BS này bị chơi vào không đáng ngại. Có muốn chém quản ở giữa hai nhà để xem có nhà nào đang hồi đây không. Vâng, màu 8 nó muốn bắt quân của anh trước. Vâng, anh tìm dân màu 5 xem màu 5 anh Hòa Minh Di đang hồi ở đâu. Tìm phố Yên nó đánh rất hay. Đặc biệt đến từ vị trí của anh Ngô Mạnh Hưng. Anh này chém rát thật. Vâng, bây giờ lại còn quản lại nhà màu 5 này. Bay một năm phải đen cả BS ăn vàng đi chạy. Ôi, chạy thẳng bãi gỗ luôn dừng lại. Thốn. Vâng, ở đây thì không có gì. Bây giờ dường như sẽ một tình huống ốp quân dành cho cặp đôi của team AOE. Ôi rồi ôi, team AOE Phổ Yên. Và bạn ăn hết bãi quả này bảo sao là cũng đông chém đấy chứ. Chắc là cũng đông chém. Nhưng bài này thì mình nghĩ là anh ô vâng, anh vừa vậy gì đó. Và giờ anh đang chạy dần. Vâng, đốt BL đối phương. BL của anh cũng đang bị đốt vòng 3 BL rồi. Vâng, tên vàng này của anh Hòa Minzy lại bị chém. Vâng, cho dân về thôi. Hình như là công 4 ra 4 rồi, đúng là như vậy. Vâng, về đâu chém đối phương luôn sao phải xoắn. Vâng, toàn chém công 4 ra 4. Vâng, anh kéo cả cục chém lên về chơi. Vâng, tham lại 38. Vâng, như nào. Tắc chém một tí thôi, không đáng ngại. Vâng, anh Ngô Mạnh Hưng tham lại quá to. Vâng, chém chết cặp đôi bên phía team kia rồi. Vâng, chém thôi. Vâng, màu 8 này đang ăn gỗ ở đây. Một đàn chém lao vào chém một nông dân, một phẩy chết luôn. Tiếp tục tay vào những bãi gỗ to. Và bây giờ thì màu 8 sẽ lấy gì để đỡ. Vâng, như vậy là anh quyết định chạy. Vâng, toàn chém 4, chém công 4 ra 4 của Yamato lao vào. Tấn rất to. Vâng, đứng lại phang luôn không? Không, như vậy anh không quyết định đứng lại phang. Nhưng bây giờ thì anh phang thật rồi. Dường như có sự hỗ trợ của màu vàng. Anh Lâm Lè ở đây, tham lại 41. Và đúng là anh Lâm Lè đến. Rất ghê. Phối hợp cần rất chuẩn. Và như vậy là nông dân của anh Hòa Minzy chạy đến 12 giờ thì cũng bị phang đốt. Tham lại 42 chứ cầm Yamato. Úi dồi ôi, cái gì này. Vâng, anh màu 5 thì chém 4 thật nhưng mà không có giáp. Làm sao mà chơi được cái con chém công 4 giáp 4 Yamato. Quá khỏe dành cho anh Ngô Mạnh Hưng. Đấy, chém giáp thật. Và ăn hết cả bãi quả để bảo sao. Vâng, cứ 2L đều thôi. Vì đốt 1 BL thì đáng ra là 3L rồi. Nhưng mà bị đốt mất 1 thì còn 2. Tỷ số là 3-0 nhờ team AOE Phổ Yên. Và xin chúc mừng team AOE Phổ Yên đã có mặt trong vòng tiếp theo của giải đấu AOE Doanh nghiệp Game Developers 2019. Và buổi thưởng thức trực tiếp của Hải Mario đến đây kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em. Mình sẽ dừng buổi livestream tại đây. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha.